ô tô tông sập cabin trạm thu phí, hai nữ nhân viên bị thương nặng. Sáng ngày 8 tháng 10, một xe tải loại 10 tấn đang đi vào trạm thu phí Chợ Đệm, hướng từ Long An về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến trạm thu phí, chuẩn bị ra khỏi cao tốc Trung Lương, tài xế đột ngột chuyển hướng từ làn số 4 sang làn số 2. Khi chuyển làn, tài xế đã không kịp xử lý, khiến xe tải lao thẳng vào cabin của trạm thu phí. Cabin này đổ xuống đè lên một chiếc xe ô tô 4 chỗ đang dừng để lấy thẻ vào cao tốc. Tiếp đó, chiếc xe tải cũng tông vào một cabin khác, làm cho cabin này đổ sập vào một xe khách của nhà xe Phú Vĩnh Long. Vụ tai nạn khiến hai nữ nhân viên trạm thu phí Chợ Đệm bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Lực lượng cứu hộ, công an, y tế đã nhanh chóng đến hiện trường giải quyết vụ việc và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.